bún gạo nè, mì bò nè, hải sản nè. Đó, quay chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn mình nè mình xem nhé. Rất ngon rồi. Rất là ngon luôn. Mình bán một phần y cũ hả chị? Dạ, em bán một phần giá bình quân là 25k. Ai ăn họ xin có thêm thêm thì có khi 30, 35, 40 tùy ở khách. Tùy theo khách. Nhưng mà giá bình quân thì cứ đều đều 25 hết ạ. 25 hết. Dạ, bán cho công nhân buổi sáng. Rất là ngon luôn. Mấy giờ mình bán hả chị? Dạ em bán từ 5 giờ sáng đến 8 rưỡi sáng. Ồ, 5 giờ sáng, 8 rưỡi sáng bạn ơi. Nhưng thường thì 7 rưỡi hết rồi. 7 giờ 20, 7 rưỡi. Wow. Đó là ngon bạn ơi. Bạn trong hấp dẫn bạn ơi. À, rất là ngon luôn. À, giờ này công nhân cũng rất là đông rồi nhé. Ở đường N-A7 các bạn, Mỹ Phước 2 nha. À. À. Mì xào bò nè, mì xào hải sản nè, mì xào củ nè, bún xào nè. À. Đầy đủ nha. À. Để mình cho cô chú anh chị tham khảo luôn. Đầy đủ rồi bạn. Đó. 25k nè. Đó. Đó, 20k nè, 15k nè. 30k của bún nè. Đầy đủ luôn. Rất là ngon bạn ơi. Rất là hấp dẫn luôn. Nó là cực kỳ ngon bạn ơi. Chỉ có 25k thôi bạn ơi. Đó bạn trong ngon lắm. Rất kỳ. Cực kỳ ngon ạ. Rất là ngon luôn. Cái này là mì thập cẩm hả chị? Dạ mì thập cẩm. Rất là ngon bạn ơi. Có 25k nhưng mà có tôm nè, có mực nha, bò. Thịt bò luôn. Cái này là đầy đủ ở trong này. Rất là ngon luôn. Rất ngon rồi. Đó, đầy đủ luôn bạn. Là ngon bạn ơi.
bún rào luôn hả chị? Vâng, rất là có đầy đủ nha bạn. Rất là ngon bạn ơi, bạn trông hấp dẫn luôn. Kỳ ngon quá. Đường N7 nha bạn, Mỹ Phước 2 nha. Đó, cuối đường N7 á. Trong rất là ngon, thì hải sản rất là ngon luôn. Đó. Hấp dẫn luôn. Khoảng 6 giờ mấy các bạn, công nhân cũng rất là đông nha. Đó, quay đường của chú anh chị các bạn xem nè. Ghét cái sự chờ đợi, rất là ngon các bạn, tắt khách luôn nha. Cả bún gạo nữa các bạn. Đó, đầy đủ luôn.
rất cực kỳ ngon các bạn. Đầy đủ các bạn nha. Đó, mực tôm nè, bò nè. Rất là ngon bạn ơi. Chắn luôn. Rất là đông luôn nha. Rất là ngon bạn ơi. Bên trong hấp dẫn luôn. Thái hải sản của chị Ảo Khánh nhé. Thank you.
rất là đắt khách nha các bạn nha. Đó. Trong chắc luôn. Bình dân luôn.
tạm dừng video ở đây nha các bạn nha. Bạn yêu thích mình các bạn hãy đăng ký ủng hộ mình nha. Hẹn lại video tiếp theo của mình nha. Chào tạm biệt các bạn nha. Dạ em chào chị ạ. Chúc chị mua mai bán đắt nha.